Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại tiệm Jean A Phương ha. Đây là một tiệm trang điểm cô dâu, Wedding Studio, nằm ở số là 280 Trưng Nữ Vương ở thành phố Đà Nẵng ha. Ngày hôm nay thì Lý Hương có dịp đi ra Đà Nẵng để ăn cưới một người chị rất là thân của mình ha. Và Lý Hương thì đang ở ngay cái khu vực mà dành cho cô dâu ha, trang điểm đấy. Và Lý Hương sẽ đi vô quay cho cả nhà xem nè. Jean A Phương. Ta diễn viên nào vậy? Hello, hello. Đâu rồi? Hôm nay chị Cát Tường nhà mình sẽ thành cô dâu á. Đây là hậu trường đấy. Rất là quý Lý Hương nên là chị Cát Tường mới tiết lộ một số những hình ảnh hậu trường ha. Còn bên đây người đẹp Lý Hiền. Hello. Giống này giống Hàn Quốc hay Thái Lan đây ta? Này phong cách này là Hàn Quốc hay Thái vậy bạn? Hàn Quốc. Trời, Lý Hiền trang điểm lên nhìn đẹp lung linh luôn á. Không còn là Lý Hiền nữa rồi. Rồi, chúng ta quay lại với nhân vật chính ha. Chị ơi, không thân thân chúng ta không phải chữ Thái. Không phải chữ hả? Chữ nó đẹp, không phải chữ đứa mô hết. Chữ đa và có cái lúc của chị ấy. Không ăn chữ chị Trinh. Chị đưa đi lên chữ. Wow, đẹp quá. Cái này mắt bên này nó to hơn. Stylist luôn ha, điều khiển mắt up kìa. Chị bối ấy mà. Ngực à mà. Kế bên cửa đôi ngực à mà. À là chị tẹp giả bố tôi đúng không? Là con tóc của chị là bụi lên hết vậy? Tóc của chị là bụi lên hết. Chị tẹp cái tóc giả đúng không? Hấu như hả? Của chị đấy ơi. Có à? Không cần bối tóc tiền của chị để ở trong tóc giả ở làm không cần là tối hết luôn. Cô dâu cả nhà thấy không? Cô dâu sáng giờ điện thoại. Alo Bình hả? Rồi thôi hậu trường tắt. Ờ à, đúng rồi. Chuyên gia make up mà nghe chị Cát Tường nói câu này thấy không được như vậy nha chị Cát Tường. Ủa
gái chịu học rồi đó chứ, học trong đủ rồi. Rồi, bỏ. Siêu nhân nè. Trời, nghe bài này cái muốn nhảy ha. Cô dâu thì được có một người thôi, còn bên bà Lý Hiền mới được hai người luôn. Sướng quá ha, Lý Hiền giống cô dâu ghê á. Chị Cát Tường thì càng nhiều người đẹp xuất hiện trong lễ của chị thì chị càng vui ha chị ha. Yeah. Thì cái tiệc của chị là toàn người đạt không? Đúng rồi. Chị không đạt thôi. Cô dâu sẽ là người lồng lề nhất chứ. Điều nhẹ lắm cô dâu không? Khúc cuối đi là biết. Chị là tung chiêu cuối à. Khúc cuối là biết Cát Tường ha. Đây chị đây, trên có một trên cũng bình thường. Ồ, người đang đi mà lối tóc người phân. Đúng là mắt trang điểm lên nhìn sống động liền ha. Đây em mời cái tù đi đây, có chút gì đi kế chạy tù mạnh kéo 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 đó mờ tù bên hợp đó. Rồi chắc là được nửa chặn rồi. Chị là hợp với màu cam rồi đó. À, tây vậy luôn, màu hồng tây. Cam á là hợp đó. Chị trang điểm lên nhìn giống Thái đúng không? Đúng không? Đâu chị giống người Hoa á, hồi em thấy giống Thái Lan á. Cái mặt xương xương. Chị giống người Trung Quốc lắm. Giống không? Trung Quốc có mí mà mập mập mà. Chị một mí. Chị hai mí mà nhìn nhỏ. Mà nó xương xương á, nhìn thấy giống Thái Lan á. Cái kiểu mặt xương xương á. Con gái là mặt chị tròn như nhỏ này nè. Năm tháng nó làm con người ta con người ta ốm thương vậy. Đó, anh chồng Việt Nam làm cho mình vậy. Bây giờ là mấy giờ rồi, chắc khoảng 5 giờ ha. Chắc chưa tới ha. 4:40 mà ở Đà Nẵng ngộ nha. 4:40 trời muốn sụp sụp rồi. Sáng thì sáng sớm. Ừ, sáng sớm. 5 giờ là bắt đầu thấy sáng. Con em có số hộ bảo xíu em đợi bảo cho chị đó. Rồi. Bởi sao nói phụ nữ không nghiện make up nha. Rồi make up lên cái nhìn. Xíu đi lấy bánh kem. Không biết. Không biết ông chủ nhận ra không nha. Gái không. Quay lại với người đẹp Lý Hiền ha. Wow. Quay bằng trên không cái áo cũng hợp luôn á Lý Hiền. Dám chừng cái áo này
hợp hơn cái áo hồi sáng nữa. Cái áo chính thức mặc đi tiệc. Còn cái áo này có thể đẹp hơn cái áo chính thức mặc đi tiệc. Wow, mũi cao, tóc xoăn. Vịt đã khóa Hi Nga rồi. Vịt con. Ôi đẹp ghê đấy hèn. Cái này mình có xịt khóa khoáng lại không? Liền đẹp quá Liền ơi. Xíu cô dâu đuổi đi, không cho giữ được. Xíu đuổi Liền nha, vì cái tường Liền đẹp quá. Chị Cát Tường nói hãy đợi đấy Lý Hiền. Chưa đâu, ta mới đi có nửa chặng thôi. Nửa chặng nữa. Đẹp mà. Đó, rớt tiếp. Rồi thôi tắt bao. Rồi Lý Hương tạm end đây ha, tiết lộ cho cả nhà ít thôi. Rồi bye bye. Bye bye, hello Cát Tường, bye bye, đẹp quá rồi. Hẹn gặp lại nhà, công việc nhà các con. Yeah.